Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến hết ngày 15 tháng 11, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản thành lập trong giai đoạn 2009-2017 như sàn giao dịch CBRE, Saview Việt Nam, Danh Khôi, DKS, Khải Hoàn, Phú Mỹ Hưng, An Gia Hưng, An Gia. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài ra, quá trình kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.